Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi bình luận trận đấu ở chế độ Scenario, đó là cuộc đối đầu của Sheffield United và Burnley. Hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng đội hình của Burnley để đấu với Sheffield. Trận đấu sẽ được bắt đầu ở phút thứ 54 và tỷ số đang là 2 đều. Và xin mời anh em cùng bước vào những diễn biến tiếp theo của trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu sẽ được bắt đầu với pha ném pin của các cầu thủ bên phía Cowboy Gaming. Người đang có bóng đó là Agison. Liệu rằng hôm nay thì chúng ta có thể sử dụng đội hình của Burnley để giành chiến thắng trước các cầu thủ bên phía Sheffield hay không? Vừa rồi là một pha dứt điểm bóng chệch cột dọc của Jackie Aaron. Một pha ra chân bằng chân trái khá hay, tuy nhiên thì bóng vẫn chưa thể đi trúng đích. Đây là các cầu thủ bên phía đội bạn. Soura là người có bóng. Pha đi bóng tương đối tự tin của các cầu thủ bên phía đối phương. Liệu rằng đội bóng nào sẽ có bàn thắng vươn lên dẫn trước đây? Tỷ số đang là cân bằng 2 đều. Đây là Diaz. Pha đi bóng tương đối tự tin của Diaz. Đường truyền vào bên trong và cú dứt điểm vừa rồi cũng rất đáng chú ý. Pha ra chân là của Andre Book. Một tình huống ra chân, bóng đi chệch cột dọc khung thành. Và thời gian đang trôi về những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Bây giờ đang là phút thứ 69. Người đang có bóng đó là các cầu thủ bên phía Burnley. Đây là một cơ hội tấn công dành đến cho đội bóng của chúng ta. Foster là người đang có pha đi bóng. Cú ra chân là tương đối chất lượng. Bóng đã tìm trúng vào xà ngang khung thành của thủ thành bên phía Sheffield. Tuy nhiên thì chưa thể có được bàn thắng dành đến cho đội bóng của chúng ta. Hammer là người có bóng, một pha đi bóng tương đối tự tin của Hammer. Đây là các cầu thủ bên phía áo đỏ của Burnley. Cơ hội để cho Burnley có cho mình bàn thắng vừa lên dẫn trước 3-2. Nhưng vẫn còn đó là sự xuất thần đến từ thủ thành bên phía đội bạn. Những cú dứt điểm của chúng ta tương đối khó. Tuy nhiên thì thủ môn của đội bạn đã cản phá xuất thần. Đây là pha đá phạt góc của các cầu thủ bên phía Burnley. Một tình huống làm tường về tuyến 2 chưa thành công. Và pha bóng lên là của Hammer. Bóng trong quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía Burnley. Và đây là một cơ hội để cho chúng ta tìm kiếm bàn thắng. Vẫn đang là các cầu thủ bên phía Burnley. Và cơ hội một pha đối mặt rất hay. Và cú dứt điểm vừa rồi là tương đối lạnh lùng. Pha dứt điểm tốt đến từ vị trí của Jackie. Và chúng ta đang được xem lại tình huống chọc khe dẫn tới bàn thắng của các cầu thủ bên phía Burnley. Tỷ số được nâng lên thành 3-2 ở phút thứ 89. Và chúng ta đang có cơ hội lớn để giành chiến thắng ngày hôm nay ở chế độ Scenario. Và đội bạn đã có liên tiếp hai sự thay đổi người sau bàn thua vừa rồi. Bóng đang trong chân của các cầu thủ bên phía đội bạn. Một pha chuyền bóng bằng gót chân khá hay. Và đây là một cơ hội để cho đội bạn có bàn thắng, cân bằng tỷ số. Một phút là khoảng thời gian bù giờ. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Và trận đấu ngày hôm nay giữa Burnley và Sheffield United đã kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Burnley. Cảm ơn anh em đã đón xem video. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cá Voi Gaming. Bye bye anh em nha.